Ok, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tựa game FPS trên mobile rất là hot luôn, đó là CF Legend. Và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái chế độ parkour bên cái game CF này, để xem coi cái nhảy parkour bên này nó có khó như thế nào. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng chinh phục được ba cái map hiện tại mà bên CF Legend đang có trong cái chế độ parkour, đó là Mê Thành, Đại Hoàng Cung và Không Gian Ảo. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nhảy thử cái map đầu tiên, đó là map Mê Thành rồi, và để xem cái độ khó parkour trong cái game CF Legend này nó như thế nào đây. Ok, thì đây là cái clip đầu tiên, và từ bây giờ trở đi thì mình sẽ làm thêm cả cái tựa game CF Legend, thì rất mong mọi người hãy ủng hộ mình nhé. Rồi, cái map parkour đầu tiên, map Mê Thành, và để xem coi cái map này kỷ lục của mình sẽ là bao nhiêu đây. Nào, come on, nhảy nó khá là khó đấy. Úi, từ từ, bình tĩnh, không thể nhanh là không thể vội được. Lên luôn. Rồi hiện tại thì người đang giữ kỷ lục tốt nhất là bạn Andri Anis 0.10 à 1 1 phút 15 giây, nhanh thế nhỉ. Mình có xem qua một cái clip của một bạn có chia sẻ cái cách nhảy tắt. Nhưng mà không biết map này có nhảy tắt được không nhỉ. Nhưng mà mình sẽ nhảy bằng cái thực lực của mình để xem được bao nhiêu. Chứ còn nhảy tắt thì bất vui. Rồi, úi rồi, nguy hiểm quá. Bình tĩnh các bạn ơi. Úi. Không vãi, mình không nhìn thấy. Nhảy qua luôn, ok. Điên thế nhỉ. Đùa, ấn nháy là mắc cái mic. Rồi từ từ từ, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Nhảy qua đây, nhảy lên luôn, rồi. Đoạn này, cẩn thận, té như chơi này, đó. Này mới khó này. Rồi đi đi bạn này, đúng rồi, đi đi. Đây, khá là nhiều người cho nên là dễ. Dễ bị vướng, bị rối mắt lắm. Rồi. Đoạn này thì khá là an toàn rồi. Lên luôn. Nào bay nào. Mình khá thích cái đoạn này. Bay như chim luôn. Đấy. Người bay như chim là có thật. Đó. Ở dưới này có một cái cánh quạt khổng lồ, có thể thổi bay được lên trên này luôn. Nhảy qua luôn. Nhảy luôn. Lên luôn. Đoạn này cẩn thận này. Từ từ cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh bạn này. Rồi mình đã vượt mặt bạn kia rồi. Đích đây chứ đâu, trời ơi. Đấy, vậy là xong. Với bao nhiêu? 1 phút 44 giây. Mà được mở hòm rồi, mình mở xem được cái gì nào. Thẻ 3 thiên phú, vĩnh viễn, loài nhỏ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm tiếp à. Tìm tiếp xem chỗ nào. Tìm tiếp thì mình vẫn chưa 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 tìm được. À đây 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 đây, đây. Đoạn này, đoạn này, đoạn này. Ngồi xuống. Rồi lên tiếp. Úi xồi, khó nhỉ. Đoạn này xem ra khó đây. Uầy. Một đoạn thanh ấy luôn. Rồi nhưng mà không sao. Rồi tiếp theo là rớt rớt xuống dưới này này. Chà. Đây à. What, đi đâu đây? Bạn cho mình đi đâu đây? Đường này. Úi. Mẹ, chạy lại gần rồi mới thấy cái lưỡi cưa. Tách trường, mình không để ý. Đây rồi. À, là còn bay lên trên này à, hay thế nhỉ. Ui rồi. Sướng, cái map này được bay miễn phí các bạn này. Rồi, tiếp theo, được quà tiếp theo rồi. Là mở xem được cái gì nào. Phiếu 100 tinh thông. Phiếu 50 tinh thông. Tinh thông là cái gì mình vẫn chưa rõ. Thôi được rồi. Mình sẽ rời ra để mình lại chinh phục cái map parkour tiếp theo đi, để dành thời gian cho những cái map tiếp theo. Vậy là mình đã chinh phục được cái map đầu tiên với 1 phút 44 giây. Nói chung là cũng không đến nỗi tồi, tại vì cũng lần thứ 5 thứ 6 mình mới tập parkour trong cái CF Legend này. Rồi, về sảnh bây giờ thì cũng lên level luôn. Bây giờ tiếp theo là cái map không gian ảo nhá. Mình có nhảy qua hai cái map này, còn map Đại Hoàng Cung thì mình vẫn chưa từng nhảy lần nào luôn. Mình sẽ nhảy cái map không gian ảo là cái map tiếp theo. Mình cũng đã nhảy qua một hai lần rồi. Ghép đơn luôn. Rồi. Để xem cái kỷ lục của một bạn cao nhất trong cái map này sẽ là bao nhiêu. Map thứ hai. Thì hiện tại người đang nắm giữ kỷ lục trong cái map này đó là bạn Jin Vệ Binh kia với 0 phút 38 giây, rất là nhanh. Thì mình nghĩ chắc chắn là bạn này đã nhảy tắt rồi. Có clip hướng dẫn nhảy tắt trong cái map này mình cũng đã từng xem qua.
nhưng mà mình sẽ nhảy bằng cái thực lực của mình để xem với kỷ lục của mình sẽ là bao nhiêu trong cái map này đây. Ui, cái map này mình thấy nhảy nó khó khăn hơn rất là nhiều so với cái map đầu tiên, thì nhiệt độ khó tăng dần đấy. Rồi mình sẽ bình tĩnh, cứ từ từ mà nhảy thôi. Đi 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 bạn ơi, đúng rồi, đi đi bạn ơi, bạn gái ơi, đừng tranh nhau nhá, ai cũng sẽ có phần thôi. Đúng rồi, nhảy đi nhảy đi. Rồi anh kia sắp mặt rồi, này thôi mà cũng sắp mặt. Ồ, lưỡi cưa kìa, sao mình nhìn thấy, ok mình cứ nhìn thấy lưỡi cưa là mình hãi nhá. Rồi lên luôn, mình sẽ ok tự nhiên bị giật. À cay thật, tự nhiên bị giật hình các bạn ạ. Ui điểm thế, ok đấy, từ từ mình sẽ tạo một cái đây, tạo cho chắc. Ơ what the fuck, ui rồi sao khó thế này, khó thế này thì ai chơi. Tạo một phát đây, rồi đi tiếp. Bạn này đi làm nào đây, à đi làm nào đây, à ngồi à ngồi à, khó thế. Hả à, ông này nhảy tắt này, hèn gì. Không, mình sẽ không nhảy tắt, mình gọi là con người gọi là chân chính thôi. Ai chơi nhảy tắt đúng không ta? Đúng rồi, mấy ông kia chắc là nhảy tắt rồi. Mình thật thà tương thiện không chơi nhảy tắt đâu. Tiếp theo điện này đúng không, đúng rồi đó, nhảy như thế này mới đúng chứ. Đã rơi ở đây à, đúng rồi bay qua đây rồi đấy đó. Tiếp theo là đoạn này, lên luôn. Đó, đoạn nào nữa. Ui, khó phết nhỉ. Úi thôi, hụt rồi. Nhảy lại, lên tiếp. Ui, 2 phút 27 rồi các bạn này. Vậy mà ông kia nhảy được 0 phút 38 giây. Đùa nhau. Ui, tiếp theo đoạn nào đây. Ui, tí chết. Đoạn nào đây bạn ơi. Đoạn nào đây, chỉ mình với. À bên này bên này bên này bên này. Mình nhìn mãi không ra. Đó. Đây nữa à, ui ôi. Sao khó khăn vậy trời. Lên. Đây rồi. Đấy. Bay, bay như chim luôn này. Sướng. Ơ, sao không lên được. What. Ơ, đùa nhau à. Sao mình không nhảy lên được các bạn này. Để cái mũi tên đường lên này. Ơ, sao vậy ta? Ơ, không lên được này. Ơ, lên như thế nào? Mình đi lên này. Sao không lên được? Bị lag à? Ai help me? Ai chỉ mình với? 2000 years later. Ai làm ơn chỉ giúp tôi lên đi. What the fuck? Sao không lên được? Hư cấu vậy. Lên như nào, đi vào. À định mệnh thì ra đi vào. Trời đất ơi. Ú tí chết. Rồi. Đây rồi. Mãi mới lên được. What the hợi, mình bị mất khá nhiều thời gian ở cái chỗ ấy. Mình nháy đủ mọi cách, mãi mới lên được. Mất tầm tới 2 phút. Quá đáng mệt luôn. Thôi mình rời ngay cái map này. Mình sẽ tiếp tục chinh phục cái map cuối cùng, cái map thứ ba. Và cái map này thì mình chưa từng hề.
Map này đang còn dễ hơn một chút so với lại cái map lúc nãy, kiểu như độ khó tăng dần ấy, càng về sau càng khó. Lại lưỡi cưa, sao mình nhìn thấy lưỡi cưa mình hãi đấy nhỉ. Rồi lên luôn à. Chắc là cái map này lại cũng ngơi chỗ nhảy tắt rồi đây. Mình nháy gọi là nãy giờ gọi là hộc móng mồm mà đã 2 phút 23 giây rồi mà thanh niên kia không phút 43 giây, vãi trưởng. Tiếp theo đoạn nào đây? Đây à? Chỗ này có chỗ không? Không có. Cái map này rộng phết. Ui rồi lại chơi cái trò gì đây này, ai chơi đây, ai chơi đây mày, thế đây có cái lỗ gì đây. Té đấy, không đùa được. Đây chín rồi, không biết là bao nhiêu ái đây. Cố xay gió à. Úi rồi, úi rồi, úi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bạn ơi. Rồi nhảy đi, cái này nhảy dễ thôi, nhảy qua bên trái là được. À, kia rồi, đích là đây chứ đâu. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Mình sẽ thử đi nốt cái map này xem có những cái gì nhá. Được khẩu Scar Sliver 3 ngày và rồi bay con nào, bay con nào. Ơ không qua kìa, ơ sao vậy, mình phải bay luôn. Ui đi qua luôn, ơ sao không qua được.